Ba tuần sau mẹ hủy cha. Quyền xin kính chào ông bà cô chú. Chúc ông bà cô chú buổi sáng vui vẻ nha. Anh thằng bá anh hồi tối anh không về luôn, mà cô chú cũng không biết đi đâu mà tới giờ này không về luôn. Bà không chỉ đâu à. Giờ yên sáng sớm mà thấy không thấy ba bắt đầu hỏi á. Ba tại sao không về nhà? Đi làm cho anh hai không biết làm gì mà không về nhà luôn. Gà rạ của nàng ngủ ngon ha. Quyền được mấy cái bắp để ăn sáng. Sáng dậy không chịu đánh răng, không chịu thay đồ, cứ đứng ngoài cửa nó nói ba ba đâu rồi. Cứ hỏi ba không mà không chịu đi đánh răng. Quyền phải lâu đi đánh răng thay đồ rồi ba chồng lại bước đi, không thấy ba là bắt đầu hả kiếm à. Vậy thì thương ba lắm, bởi vì dắn ba là bắt đầu hỏi chừng nào mà hỏi hoài luôn. Mình đã trả lời là ba đi công chuyện rồi mà cứ hỏi trời ơi thôi. Tại mình sợ ai bắt cóc cha ba của ổng vậy đó. Mời cả nhà ăn bắp buổi sáng nha. Bữa nay nấu bắp ăn thôi, có một mình cho nên là Quyền không có nấu gì hết trơn, nấu trái bắp ăn thôi. Anh hai anh nói là 30 tây trả lương, mà bữa nay 16 tây rồi chưa trả lương, mà anh thằng bác cũng không dám đòi luôn, mà Quyền cũng không có giữ tiền đúng không bà cô chú ơi. Qua bên đây thì anh thằng bác anh giữ tiền, muốn ăn muốn gì thì anh nói anh mua, chứ Quyền không có giữ tiền nữa. Quyền mama massage cho thì là min gà, ba massage cho ha, ẹo tới ẹo lui, uống tới uống lui nè ha. Trời ơi đánh giấm nữa, ba đi đâu mất tiêu à, không có nói gì trơn á, chỉ nói là chở anh hai đi lại cái tỉnh đó rồi xong, mà từ tối tới giờ không điện thoại không nhắn tin gì hết trơn á, không biết có về chưa nữa. Đây nè tính bò ha, không cái này mình khìa thịt ngon cả nhà, khìa hai miếng với bỏ hành vô. Mình thích ăn củ hành này. Chứ mình xào thịt bò rồi. Cái này là thịt heo kìa. Xào sơ qua được. Thơm nha. Thì mua trên mạng có 2 tỷ 9 nè. Mà tới 2 ký củ hành trắng luôn. Rẻ luôn á. Còn ngoài mình mua một củ tới 2 tệ luôn. Thơm quá. Ăn với canh đu đủ, giò heo. Chà, bữa nay bữa cơm ngon quá ông bà cô chú ơi. Mời ông bà cô chú ăn cơm với Quyền nha. Canh đu đủ hầm giò heo với thịt khìa. Mời cả nhà. Chà Đạt ngủ nhìn mắc cười không bà cô chú. Nằm phè ra. Ngái khò khò nữa nè. Ngay khò khò nữa đó. Cái mùi này ngày nào cũng bay vô nhà Quyền hết trơn á bà cô chú ơi. Ồ nó thơm quá trời thơm luôn á. Ở dưới đây mấy cái chiếc xe ba bánh này nè, bán đồ ăn nhiều lắm. Thường mấy người mà buôn bán như thế này thì người ta sẽ ở lầu 1 để cho tiện đậu xe sạc pin điện á. Ôi dịch nướng
gà nướng, rồi đùi nướng, cánh nướng. Ngon lắm á, cái món này ngon lắm ông bà cô chú Quyền rất là thích ăn luôn. Thơm quá đi. Ngày nào cũng bay mùi lên hết trơn á. Buổi trưa nướng xong rồi tới nướng tới 3 giờ là người ta chạy đi về. 3-4 giờ. Tại vì mấy công ty người ta 4 giờ mấy 5 giờ người ta tan ca ra người ta ăn á. Tại vì phải nướng trước. Nướng trước một mớ. Thơm quá. Cây ớt này á, nó già rồi. Bây giờ Quyền sẽ dời qua bên chậu bên đây. Còn cây ớt bên đó đó, ba bắt đầu ra hoa rồi. Quyền sẽ bứng bỏ vô chậu này. Cái bên đó tới 2 cây lận. Mà có 1 chậu à, cho nên là bứng 1 cây thôi, trừ lại 1 cây. Em này chín rồi nè, dễ thương quá. Quyền mới tỉa cái ớt lại để cho nó quy dinh dưỡng vô trái ớt á. Quyền tính cắt ngang cây. Quyền phát hiện ở đây có hoa. Có hoa cho nên là Quyền quyết định là Quyền không có bứng ra. Quyền quyết định là Quyền không có bứng ra. Quyền bứng ra sợ cái hoa nó bị héo chết á. Cho nên là Quyền quyết định là không có bứng. Để vậy luôn. Mới vừa cắt lá cho em chùi lũi hết trơn à. Cái phát hiện có hoa cho nên là Quyền không có dời ra. Còn cái cây bên đó thì để Quyền kiếm cái chậu khác Quyền dời ra. Thúi không? Thúi. Em ngậm tay á, nước miếng không á. Nè, xin chào ông bà cô chú. Xin chào ông bà cô chú. Nè, con bỏ cái chân xuống. Rồi, con nhìn ông bà cô chú. Con xin chào ông bà cô chú đi. Con xin chào ông bà cô chú, anh chị và các bạn. Yeah. Hồi nãy Quyền cho gia lạc ti, rồi ông nội đưa về. Quyền đang cho ti á, cho nên là Quyền không quay được. Em nắm tay con hả? Chơi chút xíu đi rồi tập viết. Tiếp tục tập viết. Rồi đi tắm xong rồi tôi mới tập viết. Hai con xin kính chào ông bà cô chú nha. Chúc ông bà cô chú buổi tối vui vẻ. Con tự phai dao hả? Xin chào. Xin chào mọi người. Xin chào bà cô chú anh chị. Có thể chị vừa thay dao. Con đừng có. Chị sẽ làm công tư à? Nè, nhà Quyền rồi á, tới 16 tây mới có lương nè. Đáng lý mà 30 tây là đưa lương rồi. Có 2.600 à cả nhà. Tại sao? Đi sang căn hộ. Quán nó có chu mi chẳng mà. Đi sống chào sang chỗ thiên tao 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 quảng sang chinh thiên. Cái mà không về nhà. 昨天晚上过去是吃饭，今天上午才是去学习，中午才回来。开会是今天中午。 你打电话跟我讲不行吗？ 你发信息给我不行吗？ 发信息我。 你不回家，你不跟我打电话。 你不这样玩，以后我也跟你一样藏起来。 怎么藏起来？我不是跟你讲了，昨天下午说去。讲了一次，好没了。 你没有说我姑爷啊？家魔了？我说我去学习了吗？你跟我说做学习，你没有跟我说没回家。以后我常来你让看你感让你感受一下那个是不回家不打电话不说话一天两天一个晚上。要不要剪掉嘛？反正从来都不会剪。不要跟我笑，cười đó ông bà cô chú ha. 2 ngày 1 đêm không về nhà, không nhắn tin, không điện thoại, cười. Mới mốt tôi cũng làm như vậy đó để cho biết cái cảm giác của người ta. Chuyên gia luôn á. Biết bản thân có lỗi nè, mới đưa tiền cho Quyền. Nó thật ra là ha, anh giữ tiền với Quyền đâu có giữ tiền đâu.
2006 là tính 2000 là 7 triệu, 7 triệu thêm 1-2000 nữa là 8 triệu mấy, 9 triệu. Thật ra là Quyền đâu có giữ tiền đâu, anh giữ tiền á. Rồi hay biết phải không có lỗi nè, cái bắt đầu đưa tiền cho Quyền ha. Nè, 上次也跟我一起还了一个1600的那个，你还我也还那个也还了。你工资2600，还卡了1600。嗯。我还你1600，你还1600，这三多少了？3200了。是啊。抖音。抖音差不多有七八百吧。啊。七百多还是八百呢？这一多少了？这里就是2400。2200和800啊，八百就是三千，然后房租多少？900。房租啊，对，九百六啊，九百几，我忘了。那这多少？3900。你还有嘉义跟我的老家的保险社保要买啊。啊，人家2600啊，嘛家拿了，家当了。嘉义的保险是350。350，你们两个人就多少？700，我还有一个老家的社保400。700，就1200了。对呀、啊。然后我只喝2600，怎么搞定所有的事呀、啊？那你其他钱都用了呀？其他钱要从信用卡抽出来，没有，暂时。那你是啊，暂时还没嘛？还没有钱了。我这里卡里面还有550多。我的天哪，你管钱这样子？然后微信里面还有800多、啊。你钱我没拿过来啊，我没用什么。我知道你没拿，但是我告诉你我用了哪些嘛，你没关系，我告诉你我用了哪些嘛。还了一个那个银行卡信用卡嘛，不是1600吗？1690最低吗？不是要1690吗？是不是？好头疼。我给你算一下嘛，这有什么？工资拿没有那么多，算起来欠钱要还这么多。是啊，那用的时候你很爽啊，那个用的时候它是一个可以用的，用起来就是没有响的那种，就是很爽啊，那像抖音一样的。然后每个月都给你1000放在那里，你买东西很方便啊，你买叮就是直接下单，过几天快递就到，不是很爽吗？买的时候你没注意啊，那你还的时候我还就是几十一百，你看着几十一百一还就是6700没了，你以为啊？哎呀，没办法啊。你一个人上班，你现在，我花钱少啊，以后两个儿子了，知道啊，我花钱还更多的。是我，你说我懂，就是我现在只在店里面，我只除了抽烟喝水我都没有买了，只除了每天会抽2天一包烟吧，15嘛。学了什么东西呀、啊？学就是改装那个灯呢、啊？灯是不是之前学了嘛？现在不是学那个，就是像赛车一样的那个刹车。啊，你摩托车不是也有刹车？人家会改吗？改那个很大一个的刹车很急，就是停的吗？嗯，它是小车，它也有那种，就是学了，就是卖那个东西是吧？对啊，去跟修理厂广吧是吧？广告是吧？啊，对，广也有广告，然后打朋友圈啊，然后跟修理厂有的客户约会是不是？这个是请你们约会是不是？什么叫约会？开会是男女、开会就是吃饭、啊、然后广告那个东西啊，对，新的东西，对，有人开会然后请那个他们专家哎，对，专家过来讲那个为什么升级有什么地方好，安全还是什么样，就是有的客户他想改车，很刹车很灵啊，很快停下来那种，有客户需要吗？有的客户他觉得我车很烂无所谓，就像我们买个奥德赛，你会改吗？我肯定不会改。但是有的人他买100多万的车，或者买大几十万的车，对呀、啊，他买那个100万的车，他或者是买几百万的车，
他买了买了，他不在乎这个几千块钱。然后要我们进货了，就是是不是进货卖的？对嘛，就是那个目的。那肯定嘛，厂家就是那厂家过来开会讲给我们听，就是让我们讲给修理厂去，然后讲给客户，让客户愿意改嘛，愿意改升级啊，然后改，他也享受到那个升级的那个车开起来的好的感觉啊，然后我们也赚到钱了嘛，就是两个都有东西得嘛。嗯，我们得到赚钱，他们就是得到。今天只有一个人了。啊，对，今天就是。你几点回来啊？我中午差不多12点才到店里面。嗯，12点多这样子。然后不打电话，也不发信息。我回来就是中午刚好吃饭，然后吃完饭。然后你忙着玩抖音。玩了玩抖音吗？你看到我在玩抖音的吗？ 我没有玩抖音，所以我不知道。我也没有忙着玩抖音，好不好？嗯，对对，每天打开抖音就看到你了，就没玩抖音。等，我不跟你讲。你洗澡，给你继续。我去给家里洗澡。Quyền đang ti cho dân lạc nhà anh tắm cho gia yên dùm. Yên nãy giờ tắm trong mấy. Nãy giờ hơi lo. Đây đây, căn khoan. Đồ của gia lạc mới cởi ra. Hơi sợ cho hơi lo quá, thì xì mà, cái căn chín này mà. Căn chín. Cái này là căn chín hả? Ừ. Cái này, cái này cái gì là cái gì mà? Cái gì? Ừ. Không. Ba ba về đó, vui không? Vui không? Ba ba về đó, sáng sớm mở mắt ra là hỏi ba ba. Không chịu đánh răng thay đồ, cứ hỏi ba ba hoài luôn. Bữa nay ba ba về rồi đó. Hả? À, ba ba về rồi đó, vui không? Ba ba hủy cha là khai bữa khai xin. Khai xin. Vui không? Vui. Nó lớn lên. Vui. Con ngồi đàng hoàng đi, con ngồi kỳ cục vậy. Nè. Còn Gia Lạc cũng vậy thôi. Em vô tư. Thấy không? Vậy hả? Ưỡn mình lên vậy đó. Thấy không? Ê, con đừng có đạp em. Mặc áo ngược rồi kìa ông ơi. Tự mặc áo mà mặc áo ngược rồi, cái cổ trước nè, ngước lên nè, ngước mặt lên nè, ngước lên, cái cổ lên tới cái cổ trên nè, khó chịu muốn chết. Mặt ngược rồi, cởi ra mặt lên. Ai hay kìa, con không em cười kìa. Kìa em cười kìa. Yeah. Em cười với con đó. Cười đó. Em cười đó, Gia Lạc cười với Gia Yên nó cười, hùng Gia Yên hùng Gia Lạc, cái Gia Lạc cười. Ừ. Quá trời quá đất luôn. Nói chuyện nhiều chuyện. Gia Lạc nhiều chuyện lắm, ai nói chuyện với Gia Lạc cũng nhiều chuyện lẹ. Chắc lưỡi, chóc luôn ha. À. Quá trời quá đất. Ba thấy ba la này nè, hôn em. Á, à, được không? Nước miếng không à? Không được không, hôn em có vi khuẩn á. Gia Yên, vài bữa nữa Gia Yên có sữa uống rồi. Mừng quá trời luôn á, ha Gia Yên ha. Vài bữa nữa con có sữa uống rồi. Quyền mua sữa Việt Nam gửi qua mà. Cái xeo cười á, cười á. Cười đó, cười nữa đó. Không cười kìa. Trời ơi, cười. Cái chuyện à? Em bẹt vậy hả? Dạ hả? Dạ. Cái chuyện. Ơi. Trời ơi, con chuột. Con chuột con à, con chuột bự nó móc xong rồi, bây giờ tới chuột con móc nè. Thiệt tình chứ, cái này giá hết bao nhiêu lần rồi. Đi ra chỗ khác, đi đây. Hả? Cười. Ừ, cười đó. Mới diễn ra. Em nói chuyện với con kìa. Em nói chuyện với con á, con nói chuyện với em đi.
em. Nói gì không trả lời lắm. Không, thì nói chuyện với em đi. Cười dữ vậy. Dạ, dạ, dạ diện lắm. Ai nói chuyện với ổng, ổng cũng trả lời hết trơn á. Ha. Đó. Cho ổng tì ha, mà ổng nói thôi là nói luôn à. Kìa, em nhìn con thì con cười quá trời, em nhìn con kìa. Nghe thấy dưới giờ là. Xin chào ông bà cô chú. Giang nãy chào rồi. Xin chào. Rồi với lại xin chào đi. Vậy là mới vừa uống no xong. Chưa có no. Chưa có no. Thôi con đi ngủ đây ông bà cô chú ơi. Tạm biệt ông bà cô chú nha. Bỏ cái tay xuống. Rồi bye bye ông bà cô chú. Bye bye ông bà cô chú. Chúc ông bà cô chú ngủ ngon. Nó lớn lên. Chúc ông bà cô chú anh chị em các bạn ngủ ngon. Yeah, ngủ ngon. Ngủ ngon. Rồi ngủ đi. Quyền, video của Quyền xin chia sẻ đến đây thôi. Cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của Quyền nha. Hẹn ông bà cô chú anh chị và các bạn vào video sau. Bye bye. Bye bye. Bye bye, con đi ngủ đây.